Trên thế giới, 4 nghi phạm tấn công nhà hát Nga trình diện tòa án. Ý lo ngại IS có thể thực hiện các cuộc tấn công tương tự. Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên cao nhất. Nigeria giải cứu gần 300 học sinh bị bắt cóc. Giới trẻ Trung Quốc gây sốt với cách lách phí hành lý máy bay. Tại Việt Nam, hàng trăm người ở Phú Quốc chờ xuyên đêm hy vọng cứu sản phụ nguy kịch. Phi công gặp nạn khi bay rủ lượn khám phá đại ngàn, làm gì để hạn chế rủi ro? Vận động viên người Việt tử vong khi chạy marathon ở Hòa Bình. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tạm hạ chuẩn giáo viên. Tin nhắn rác bùng phát trở lại. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 25 tháng 3 của Khỏe Tự nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là các sự kiện nổi bật trên thế giới. Mở đầu là thông tin 4 nghi phạm tấn công nhà hát Nga trình diện tòa án. Vâng thưa quý vị, hôm 24 tháng 3, 4 nghi phạm trực tiếp liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krakow City Hall trình diện tòa án Moscow và đối mặt với cáo buộc khủng bố. Tòa ra lệnh tạm giam 4 nghi phạm đến ngày 22 tháng 5 và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian bắt đầu xét xử. Hình ảnh từ tòa án cho thấy cảnh sát Nga áp giải 3 nghi phạm bị còng tay vào phòng kính dành cho bị cáo. Nghi phạm thứ tư ngồi xe lăn và nhắm mắt. Truyền thông Nga đưa tin, một trong 4 nghi phạm nói mình là người Tajikistan, hai người trong số họ đã nhận tội. Ít nhất 137 người thiệt mạng, 182 người bị thương trong vụ xả súng tại nhà hát hôm 22 tháng 3. Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã bắt 11 người, một nghi phạm cho biết được trả gần 11.000 đô la Mỹ. Những kẻ chủ mưu yêu cầu nghi phạm sát hại toàn bộ người trong nhà hát. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga trong gần 2 thập kỷ qua, cũng là vụ việc gây thương vong lớn nhất tại châu Âu mà IS tuyên bố thực hiện. Ý lo ngại IS có thể thực hiện các cuộc tấn công tương tự, Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Trong ngày 24 tháng 3, trả lời phỏng vấn trên tờ Massacero, Bộ trưởng Quốc phòng Ý ông Guido Crosetto nói Mỹ đã cảnh báo các cơ quan tình báo của Moscow, giải thích rằng IS phần nào đã bị ảnh hưởng nhưng chưa bị tiêu diệt. Vào ngày 22 tháng 3, IS đã có phản ứng. Cuộc tấn công đã gây ra ở Nga, nhưng các vụ việc kiểu này vẫn có thể xảy ra nhiều quốc gia khác nơi IS hiện diện và hoạt động. Ông Crosetto thêm rằng, ngay cả ở châu Âu, chúng ta cũng không thể lơ là. Đồng thời, khi nói về khả năng Kiev tham gia vào cuộc tấn công, vị bộ trưởng này cho hay không có khả năng nào như vậy và các đồng minh của Ukraine sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra, khẳng định việc Kiev thậm chí nghĩ đến việc giúp đỡ IS sẽ tương đương với hành động tự sát kép. Cùng ngày tại Pháp, Thủ tướng nước này ông Gabriel Attal thông báo do IS tuyên bố nhận trách nhiệm và các mối đe dọa đang đè nặng lên đất nước, chúng tôi quyết định nâng tình trạng báo động an ninh lên mức cao nhất, tấn công khẩn cấp. Pháp có hệ thống cảnh báo khủng bố 3 mức độ, mức cao nhất thường được kích hoạt sau một vụ tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài hoặc có mối đe dọa được cho là cận kề. Ở mức này, chính phủ Pháp được phép triển khai các biện pháp bất thường như tăng cường lực lượng vũ trang tuần tra các điểm công cộng. IS từng tuyên bố nhận trách nhiệm một số vụ tấn công khủng bố tại Pháp, trong đó có vụ thảm sát ở nhà hát Bataclan ở Paris năm 2015 khiến 130 người thiệt mạng. Nigeria giải cứu gần 300 học sinh bị bắt cóc. Vâng thưa quý vị, theo AP, Thống đốc bang Kaduna, ông Uba Sani thông báo đã giải cứu gần 300 học sinh bị bắt cóc tại một trường học hồi đầu tháng này và không gặp vấn đề gì. Trước đó vào sáng ngày 7 tháng 3, những tay súng đi xe máy xông vào trường tiểu học và trung học đã bắt cóc hơn 300 học sinh tại đây. Những bức ảnh do quân đội nước này công bố cho thấy những đứa trẻ trông mệt mỏi vì người phủ đầy bụi. Tuy nhiên thì thống đốc cho biết bọn trẻ có tinh thần phấn chấn và đang được hỗ trợ tâm lý cũng như là chăm sóc y tế. Dưới áp lực ngày càng tăng nhằm chấm dứt các vụ bắt cóc hàng loạt ở miền Bắc của đất nước, Tổng thống Bola Tinubu nói rằng chính quyền của ông sẽ triển khai các chiến lược chi tiết để đảm bảo rằng trường học là nơi học tập an toàn, chứ không phải là nơi cho các vụ bắt cóc bừa bãi. Giới trẻ Trung Quốc gây sốt với cách lách phí hành lý máy bay. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành du lịch bùng nổ sau đại dịch COVID-19, các hãng hàng không giá rẻ ở Trung Quốc đã có lợi nhuận tăng vọt. Đơn cử hãng hàng không Spring Airlines của nước này đã báo cáo doanh thu hơn 2 tỷ nhân dân tệ, hơn 6.900 tỷ đồng vào năm 2023. Thành công của họ đến từ các biện pháp cắt giảm một số chi phí, chẳng hạn như là không có bữa ăn miễn phí, thu hẹp chỗ ngồi và hạn chế nghiêm ngặt về hành lý xách tay, thường giới hạn trọng lượng tối đa là 7kg. Đối mặt với các hạn chế đó, nhiều du khách trẻ Trung Quốc đã chia sẻ một số mẹo thời trang để tránh phải trả thêm phí hành lý. Theo đó, họ đã biến mình thành tủ quần áo di động,
bằng cách mặc nhiều lớp quần áo chồng lên nhau với đa dạng kiểu dáng. Bên cạnh đó, để giải quyết thách thức khi mang đồ điện tử, áo khoác câu cá là một giải pháp hữu ích vì có nhiều túi để đựng tài liệu, dây cáp và sạc dự phòng. Chiếc áo khoác thậm chí có thể đựng toàn bộ các bộ mỹ phẩm và chăm sóc da. Trong túi sau cung cấp không gian rộng rãi cho hai cuốn sách và một chiếc iPad, thậm chí là nó có thể bỏ vừa một chiếc máy tính xách tay 16 inch. Tạp chí Vista đưa tin, xu hướng mặc nhiều lớp quần áo và đóng gói mang tính chiến lược này đã thúc đẩy làn sóng mong muốn trải nghiệm của nhiều du khách trực tuyến. Cụ thể là một người chia sẻ, lần sau tôi sẽ mặc áo câu cá khi đi du lịch, nó còn tiện lợi hơn cả ba lô. Hà Nội động đất mạnh 4 độ. Sáng nay ngày 25 tháng 3, một trận động đất mạnh 4 độ đã xảy ra ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Viện Vật chất Địa cầu cho biết trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 05 phút sáng, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tại nơi tâm chấn là xã Bột Xuyên, huyện Chương Mỹ, rung lắc kéo dài khoảng 5 giây. Người dân cảm nhận được rung lắc nhưng chưa ghi nhận thiệt hại. Một số người thấy chóng mặt, mái tôn dập dình và rung tường. Tại một số tòa nhà cao tầng tại quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Tử Liêm, người dân cũng cảm nhận rõ rung lắc. Trước đó vào ngày 13 tháng 1, một trận động đất mạnh 2,8 độ đã xảy ra tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Đáng chú ý, nơi này giáp với nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội như Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và chỉ cách trung tâm Hà Nội 50 đến 100 km. Hàng trăm người ở Phú Quốc chờ xuyên đêm hy vọng cứu sản phụ nguy kịch. Vào chiều ngày 23 tháng 3, sản phụ 39 tuổi quê ở Cà Mau, tạm trú ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu trong tình trạng lơ mơ do bỏng huyết. Bệnh viện đã mổ cấp cứu nhưng do mất nhiều máu, sản phụ bị rối loạn đông máu, nhóm máu O dương. Ngay trong đêm, một thông báo khẩn được đăng trên một trang cá nhân lan truyền ra nhiều trang Facebook kêu gọi hiến máu cứu sản phụ đang nguy kịch. Từ hơn 22 giờ ngày 23 tháng 3 đến sáng ngày 24 tháng 3, có khoảng 500 người tại Phú Quốc đã đến bệnh viện xét nghiệm hy vọng cùng nhóm máu với sản phụ. Kết quả có 10 người có nhóm máu tương đồng truyền cho sản phụ. Tuy nhiên, thì tình trạng sản phụ vẫn tiên lượng rất xấu nên gia đình xin đưa về nhà. Đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 thì tử vong. Một sự kiện thương tâm xảy ra tại giải dù lượn Khám phá Đại Ngàn Sa Thầy 2024 ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Vào hôm 24 tháng 3, một vận động viên 39 tuổi đến từ Hà Nội đã gặp nạn khi bay dù lượn. Lúc sắp hạ cánh, dù của anh bất ngờ xoắn lại và rơi tự do ở độ cao hơn 20 mét. Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhưng do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Đây là lần thứ 3 huyện Sa Thầy tổ chức giải, thu hút 127 vận động viên, trong đó có 41 người đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Những vận động viên tham gia đều bắt buộc phải mua bảo hiểm. Sau sự việc này, nhiều du khách lo lắng về tính an toàn của bộ môn này. Hiện các loại hình du lịch mạo hiểm phát triển mạnh, từ lên rừng đến xuống biển, thu hút một lượng lớn du khách. Tại Khánh Hòa, ông Đỗ Văn Tiệp, giám đốc công ty du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én cho hay, những năm gần đây thì ngoài vận động viên chuyên nghiệp, nhiều du khách đã đến Nha Trang du lịch và trải nghiệm dù lượn. Theo ông, đây là loại hình du lịch mạo hiểm, nhưng người tham gia không nhất thiết phải mạo hiểm. Những khách chưa biết bay muốn trải nghiệm sẽ được bay cùng huấn luyện viên. Trong trường hợp gặp sự cố, phi công bay đôi sẽ bung dù phụ để đắp đất an toàn. Vì là môn thể thao mạo hiểm nên các sự cố luôn có thể xảy ra. Người tham gia cần chú ý các yếu tố như là thời tiết, hướng gió, cơ sở vật chất bãi bay, bãi đáp và ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân. Ông Tiệp khuyến cáo cần lựa chọn đơn vị kinh doanh du lịch mạo hiểm uy tín, phải có cam kết hợp đồng xử lý sự cố, bảo hiểm giữa công ty và khách. Đối với những địa hình mới phức tạp, không nên tự ý khám phá. Tiếp theo là một sự việc khác cũng liên quan đến môn thể thao. Vận động viên người Việt tử vong khi chạy marathon. Vâng thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 3, ban tổ chức giải Việt Nam Ultra Marathon cho biết, vận động viên tham dự đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Giải chạy diễn ra hôm ngày 23 tháng 3 tại Bản Lác, xã Triềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Vào tối cùng ngày thì một số người chạy phía sau thấy vận động viên này có dấu hiệu bất ổn nên lại gần để giúp đỡ. Nhưng sau đó người này ngất xỉu. Những người có mặt đã báo tin cho ban tổ chức đưa vận động viên đến bệnh viện. Tuy nhiên thì vận động viên đã không qua khỏi và qua đời vào sáng ngày 24 tháng 3. Chủ tịch huyện Mai Châu cho hay, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại huyện với hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia, trong đó nạn nhân tử vong là người Việt. Trước khi tham gia giải thì các vận động viên đều có cam kết tự nguyện. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tạm hạ chuẩn giáo viên.
Đây là nội dung tại dự thảo xây dựng nghị quyết của Quốc hội gửi Chính phủ và công bố hôm 22 tháng 3. Trong đó, Bộ này đã đề nghị những nơi thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, sau đó nâng chuẩn. Dự thảo nếu được thông qua thì việc tuyển dụng dưới chuẩn sẽ thực hiện đến hết năm 2028, dự tính thu hút khoảng 10.000 giáo viên trình độ cao đẳng. Bộ cho biết hiện số lượng giáo viên chưa được đáp ứng định mức, tình trạng thừa thiếu cục bộ phổ biến ở nhiều nơi, đặc biệt ở các môn như là lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, tiếng Anh, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Tính đến cuối năm học trước, Việt Nam có 1,33 triệu giáo viên và cán bộ quản lý. Tổng số giáo viên còn thiếu là 118.000 người, dự báo đến năm học 2024-2025, cấp tiểu học thiếu 12.400 giáo viên, trung học cơ sở thiếu gần 18.200 giáo viên. Về đề xuất này, có ý kiến cho rằng, thay vì hạ chuẩn người thầy, tại sao Việt Nam không tăng lương? Một độc giả có nickname Đinh Hồng 1909 cho hay, Phần Lan là gương giáo dục của thế giới, họ tuyển giáo viên bậc thạc sĩ trở lên, đặc biệt quan tâm tới giáo dục tiểu học, nên càng cấp nhỏ, tuổi thì càng cần giáo viên có trình độ, lương và thu nhập tương xứng nên thu hút những giáo viên xuất sắc nhất, tận tâm yêu nghề và là công việc mơ ước của thế hệ trẻ. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để mọi người cùng được biết quý vị nhé. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Tin nhắn rác bùng phát trở lại. Một nhân viên văn phòng tại Sài Gòn cho biết, mỗi ngày tôi đều nhận được 1 đến 2 tin nhắn với nội dung như là tri ân khách hàng, tặng quà miễn phí hoặc là mời tham gia vào cá độ bóng đá, v.v. Do đã nắm được thông tin về những chiêu lừa đảo này nên chị bỏ qua và chặn số lạ gửi đến. Theo Cục An toàn Thông tin CC, những tin nhắn rác với nội dung như là kiếm tiền online hay tri ân khách hàng thường được gửi kèm với một đường link. Khi người dùng bấm vào đường link này có thể bị mất quyền điều khiển điện thoại, nguy cơ mất tiền trong tài khoản và bị đánh cắp thông tin cá nhân. CC khuyến cáo người dân cần cẩn trọng không truy cập, đăng nhập vào các trang web, đường dẫn được gửi từ người lạ. Trước đó, hồi giữa tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp viễn thông di động trực tiếp chịu trách nhiệm xử lý vấn đề về SIM rác. Tất cả các SIM tồn kênh chuyển về SIM không có thông tin thuê bao. Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét kỷ luật người đứng đầu doanh nghiệp vi phạm. Vâng, thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chủ đề tiếp theo.